Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của em Thanh Hà Audio. Và hôm nay thì em xin phép được giới thiệu đến các bác đam mê và yêu âm thanh một cái chiếc âm ly dạng quốc dân. Và cái sản phẩm trước mắt các bác đây thì có cái tên mã là Acouphase E305, đã từng về hàng rất là nhiều bên shop Thanh Hà Audio. Và lần đầu tiên thì E305 thì được chào bán vào những cái năm 1987. Và tại sao thì em lại nói là E305 là một cái chiếc âm ly quốc dân, thì sau đây thì mời các bác cùng nhau gọi là nghiên cứu và khám phá. Và chắc chắn một điều rằng là điều đầu tiên mà khi mà các bác đi mua âm ly, cái điều đầu tiên các bác quan tâm nhất đấy là về chất âm, đúng không ạ? Và sau đó thì mới đến là về hình thức. Và nếu như mà mang đi so sánh cũng như là suy xét về cái chất âm của Acouphase thì đây là một cái dòng âm ly không còn một cái điểm gì mà chê, và chất âm thì cũng không có lẫn vào đâu được. Chất âm rất là ngọt và trung âm thì rất là đầy và là một cái điểm dừng chân của rất là nhiều các bác đam mê cũng như là yêu âm thanh rồi. Đấy, và E305 thì cũng không phải là ngoại lệ, đúng không ạ? Nếu như xét về tầm giá mà cho được cái chất âm đầy đặn và ngọt ngào như của E305 thì gần như không có một cái chiếc âm ly nào có thể đáp ứng được cái tiêu chí đấy. Đấy. Còn nếu xét về hình thức và thiết kế của E305 thì 305 có một cái thiết kế trường tồn vượt thời gian. Đây, sau khi mà đã trải qua hơn 30 năm để cho các bác chơi và kiểm chứng rồi, đến thời điểm hiện tại thì nó hoàn toàn là không bị lỗi mốt với một cái thiết kế đặc trưng của Acouphase. Đấy. Mặt thì luôn luôn là cái màu vàng chanh đặc trưng của Acouphase, và hai đồng hồ vuông được đặt chính ở giữa. Đấy, rất là to, và kèm theo bên tay phải sẽ là cái sổ volume, bên trái thì sẽ là cái nút selector sẽ chỉ là cái sổ vàng. Đấy. Và tất cả các cái nút tinh chỉnh thì sẽ được hàng giấu hết từ phía dưới này các bác nhá. Đấy, rất là hay. Cực kỳ là rút gọn, cực kỳ là tối giản nhưng mà lại mang đến một cái chất riêng cho Acouphase. Đấy. Và các bác có thể mang ra so sánh là mang E305 ra so sánh với lại những cái chiếc âm ly của Acouphase đằng dưới như là E202 này, 303 hoặc là 303X thì E305 hoàn toàn nằm ở chiếu trên, nó khác hẳn với lại nó khác biệt hoàn toàn với lại cái chiếu dưới. Đấy. Và E305 thì là một cái con âm ly nằm trong, nó như là một cái thằng em út đấy. Đấy, nằm em út ở trong cái dòng âm ly mà được gắn hai hồi gỗ hai bên của Acouphase, như là 305 này, có 305 này, 405 và 305V, làm mưa làm gió ở trên cái thị trường audio, và nó gần như là cái dòng âm ly để cho các bác bước chân cũng như là gây nghiện trong cái âm thanh của Acouphase, đúng không ạ? Và sau này thì do một cái số cái chính sách của hãng như là bảo vệ môi trường cũng như là thì là hãng cũng đã loại đi hai cái hồi gỗ hai bên. Đấy, vì vậy mà cũng đã gây nên một số cái thất vọng rất là lớn đối với lại các bác chơi audio. Đấy, rất là, thực ra thì cũng đây là một cái chính sách bảo vệ môi trường nên vì vậy mà cá nhân em thì cũng khuyến khích là hãng làm như vậy. Đấy. 305 thì cho một cái công suất là 180W với trở kháng là 4 ohm cho một kênh, và 130W với trở kháng là 8 ohm cho một kênh, và trọng lượng của 305 thì là 20,5 cân các bác nhé. Đấy. Với cái công suất này thì chắc chắn rằng là sẽ dễ dàng để cho các bác phối ghép cũng như là cái việc chọn loa nó cực kỳ là đơn giản thôi. Đấy, so sánh với lại E405 thì nó không có hơn nhau quá là nhiều. Đấy, em vẫn còn một con 405 bên này. E405 thì nó không có chênh nhau hơn nhiều đâu các bác nhé. 405 thì cho một cái cai, 305 và 405 thì đều sử dụng cái sóng MOSFET rồi. Đấy, E405 thì có tích hợp thêm cả khiển thôi, có khiển và hai cái volume này to hơn này, máy cao hơn, lặng hơn thế thôi ạ. Và công suất thì chắc chắn rằng là nó sẽ cao hơn là E305. Đấy. 405 thì cho công suất là 250W với trở kháng là 4 ohm, 170W với trở kháng là 8 ohm cho một kênh. Đấy, cả hai thì đều có cái thiết kế gọi là tương đồng, giống y xì như nhau các bác nhé. Đấy. E305 thì có cái kích thước chiều ngang là 47,5, chiều cao thì là 17 và chiều sâu thì là 37,5, rất dễ để cho các bác kê kích cũng như là bày biện trong cái không gian nhà mình. Và sau đây thì em xin được quay qua về hình thức của cái E305 này để cho các bác cùng nhau nghiên cứu và khám phá game này các bác nhá. Đấy. E305 thì mới về hàng bên em đã chạy rả 2 ngày rồi các bác nhá, để xem là có lỗi lầm hay là có vấn đề trục trặc gì không. Thì đến thời điểm hiện tại thì ngon lành cành đào các bác nhá, không hề có một cái vấn đề gì luôn. Đấy, máy rất là đẹp. Gần như là để mà được bảo quản tốt như thế này chắc là em nghĩ chỉ người Nhật thôi, chứ người Việt mình thì dùng hay hỏng lắm, hay phá lắm. Duy nhất thì chỉ có một cái chấm xíu đây các bác nhá,
bé tí cái teo teo đi thôi. Ngoài ra thì nói chung là cũng không có rồi. Còn vướng cái dây phía sau ạ. Đấy, các bác nhìn này, cái hồi gõ này cũng còn rất là đẹp luôn các bác nhá. Như người Việt mình thì dùng nói chung là cứ kê đi rồi kê lại thì nhanh hỏng đấy ạ. Người Việt mình thì không có giữ máy đâu. Và đặc biệt là trong cái không gian cái đất nước nhiệt đới như Việt Nam mình thì bụi thì rất là nhiều, và cái trong cái mùa lồm ấy thì nói chung là máy sẽ không được tốt như các cái nước Nhật. Đấy, các bác nhìn thấy các tất cả các cái chân giác cắm này vẫn còn sáng lắm. Đấy, chứng tỏ là cực kỳ này rất ít sử dụng các bác nhá. Và em này thì đã được hãng thiết kế cho hai cái cổng ba lăng luôn, một là CD input này, hai là line input này. Đấy, rất là dễ để cho các bác tiện để cho các bác đấu ghép. Và em này thì có thể chơi được hai cặp loa A hoặc B, là hoặc là A cộng B, cực kỳ là tiện đối với các bác mà có những hai hoặc là ba cái cặp loa thì đấy. Em này thì về hàng thì có cái Cataro thôi các bác nhé. Dây nguồn thì là hãng đã dính theo vào theo máy, nên vì vậy các bác cũng không phải đọ dây nguồn Cataro. Mặt nắp trên thì vẫn còn sáng khoắc, mới tinh luôn các bác nhé. Đấy, hình thức như thế này thì cũng gọi là đẹp xuất sắc 97-98% rồi đúng không bác? Đấy, nó không còn một cái điểm gì mà chê, có một điểm xíu không bé tí thì teo thôi. Nói chung là gần như là không có rồi. Đấy. Thì tất cả các cái điểm trên thì có thể nói rằng là E315 là một chiếc âm ni quốc dân, nghe hay và bày đẹp, hoàn toàn là không có hiện tượng nối mút. Các bác có thể chơi trong chục năm nữa ấy, thì nó vẫn cứ như thế này thôi. Các bạn, nó có cái thiết kế cũng là trường tồn với thời gian. Trước đây 30 năm hãng đã thiết kế ra được một cái chiếc âm ni thực sự rằng là quá bất ngờ, đến cái thời điểm hiện tại cũng không có hiện tượng bị nối mút, rất cực kỳ ít thằng vặt. Đấy, đúng là cái thương hiệu của Nhật, thương hiệu Akufei này xây dựng được một cái thương hiệu phải nói là trường kỳ, trường tồn với thời gian. Và chắc rằng là cái clip này thì em cũng xin được dừng tại đây thôi ạ. Và 305 thì về shop lần này thì với cái mức giá là 44 triệu thôi các bác nhá, một máy đẹp xuất sắc ạ. Và các bác quan tâm về sản phẩm cũng như là có nhu cầu order hàng Nhật thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại hoặc là qua fanpage em có để phần mô tả. Và em cũng xin được dừng cái video này tại đây. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video ạ. Dài lễ thế có hôm chợt nghe gió lạnh.
lạnh đâu tìm về, làm xếp lướt qua sóng lên vào hồn, làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì thương góp nhặt tâm tình này gửi xuống đây. Tìm về làm xếp mưa